Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iTechVN. Trong video clip ngày hôm nay, iTechVN xin được gửi đến các bạn thông tin chi tiết cũng như là báo giá lăn bánh và những chính sách khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn cho dòng Pro Everest 2023 phiên bản cao cấp nhất, tức là phiên bản Pro Everest 2023 Titanium 4x4 AT. Đây là phiên bản hai cầu và đặc biệt nhất của dòng Pro Everest 2023 này. Việc Ford Việt Nam sớm ra mắt dòng Everest 2023 này chỉ ngay sau thời điểm ra mắt chính thức của dòng Everest 2023 này trên thị trường thế giới, cho thấy tham vọng của hãng Ford gia tăng sức ép lên các đối thủ trong cùng phân khúc của dòng SUV 7 chỗ này. Như vậy, chúng ta hãy cùng xem chi tiết về báo giá lăn bánh của dòng Ford Everest 2023 phiên bản Titanium 4x4 AT, tức nghĩa là phiên bản hai cầu, có mức giá niêm yết tại thị trường trong nước là 1.452.000.000 đồng. Như vậy, nếu các bạn muốn sở hữu ngay một cái dòng xe này mà lăn bánh tại thị trường Hà Nội, chúng ta sẽ có cái mức giá là 1.653.000.000 đồng. Và nếu như chúng ta muốn lăn bánh dòng Everest 2023 Titanium 4x4 AT này tại thị trường các tỉnh thì cái mức giá chỉ là 1.606.000.000 đồng. Đây là mức giá thật sự đang rất ấn tượng, và đi kèm đó chúng ta sẽ được tặng kèm những cái gói khuyến mãi, ví dụ như là sẽ có một cái gói khuyến mãi lên đến tổng trị giá 170.000.000, gồm bảo hiểm nè, dán phim cách nhiệt, trải sàn, thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Và các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được cái báo giá chi tiết kèm theo những cái quà tặng hấp dẫn khác mà đại lý Ford thủ đô Hà Nội sẽ gửi đến cho các bạn. Như vậy, đối với dòng Ford Everest 2023 thì ngoài những cái việc chúng ta có những cái cải tiến đáng kể về nội ngoại thất thì các bạn có thể thấy là kích thước mâm lốp của bánh xe cũng đã tăng lên. Ở đây là chúng ta thấy cái mâm của dòng Titanium Plus, hay còn gọi là Titanium 4x4 AT, đó là sử dụng cái mâm đúc hợp kim như thế này lên đến 20 inch, và hệ thống treo của cái dòng Everest 2023 này theo thông tin công bố chính hãng cũng đã được cập nhật và nâng cấp hơn so với cái phiên bản trước đây. Và vì vậy thì khi chúng ta đi trên cái dòng xe này, chúng ta cũng sẽ cảm thấy là trải nghiệm hành trình nó tốt hơn. Dòng xe này đặc biệt là ngoài những tính năng thông thường thì với động cơ biturbo, tức nghĩa là chúng ta sẽ có đến công suất cao hơn và cái mã lực cao hơn so với cái dòng single turbo là trên những cái dòng 4x2 hoặc là các bạn thấy là trên cái phiên bản là Everest 2023 phiên bản Sport. Đối với cái loại Titanium 4x4 này thì chúng ta có trang bị luôn camera 360 độ, và một trong những cái đặc điểm vô cùng thú vị của dòng Titanium 4x4 AT này là các bạn sẽ có cái hệ thống hỗ trợ chúng ta đổ xe tự động. Đây là một cái phần mềm do chính những kỹ sư người Việt viết nên, và chúng ta vô cùng tự tin, chúng ta có thể nhìn xuyên gầm. Đây là một cái hệ thống đăng ký độc quyền trên toàn thế giới, một cái phần mềm được những kỹ sư Việt Nam đang thiết lập. Và để sở hữu cho dòng xe này, xin nhắc lại là nếu chúng ta muốn lăn bánh tại thị trường Hà Nội thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 1.653.000.000 đồng, và nếu chúng ta muốn lăn bánh dòng Everest Titanium 4x4 AT này tại trường các tỉnh là 1.606.000.000 đồng. Trong khi đó thì phương án vay, nếu chúng ta muốn vay ngân hàng thì các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 491.000.000 đồng để lăn bánh dòng xe này tại trường Hà Nội, và tại thị trường các tỉnh sẽ là 444.000.000 đồng. Còn nếu chúng ta là khách hàng ở khu vực miền Nam, các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta muốn lăn bánh dòng xe này thì có thể cộng thêm 3 triệu vào cái mức lăn bánh thị trường Hà Nội là 1.653.000.000 đồng. Và cái mức giá tối thiểu để chúng ta có thể sở hữu dòng xe này theo phương án cho vay ngân hàng hỗ trợ lên đến 80%, đó là 444.000.000 đồng. Các bạn có thể thấy dòng Ford Everest Titanium 4x4 này cũng như những cái dòng Ford Everest 2023 khác thì kích thước ngoại thất tăng lên một cách đáng kể. Tất cả mọi thông số về mặt kỹ thuật, nếu chúng ta đặt lên bàn cân mà so với những đối thủ SUV hạng D tại Việt Nam trong cùng phân khúc này, thì các bạn có thể thấy là tất cả kích thước từ chiều dài đến chiều dài trục cơ sở, rồi chiều cao tổng thể, và thậm chí khi mà chúng ta so đến bề rộng của thân xe, các bạn có thể thấy là tất cả mọi kích thước đều nhỉnh hơn so với những đối thủ của dòng SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Các bạn nghĩ sao về cái kích thước thật sự to lớn của dòng Everest 2023 này? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần về không gian nội thất cũng như là cái xem lại một lần nữa những cái thông tin báo giá chi tiết của Everest 2023 các bạn nhé. Đối với phần không gian nội thất của dòng Everest 2023 Titanium 4x4 AT này, các bạn có thể thấy là cái triết lý thiết kế mới của hãng Ford đang thay đổi một cách toàn diện. Ở trong đây chúng ta có những cái mặt tablo rất đẹp, và toàn bộ những chi tiết này là có những cái chi tiết nạm da rất là tinh tế, và đi kèm đó là hệ thống giải trí, rồi trên màn hình tablo được nâng cấp một cách toàn diện.
Các bạn thấy đập vào mắt rồi cảm quan chúng ta đó là cái hệ thống trên màn hình Tablo rất to ha, kích thước lên đến một cái màn hình TFT rất là to, thuộc bậc nhất trong phân khúc này. Đi kèm đó là chúng ta có những cái màn hình phụ nhỏ hơn và một cái màn hình trung tâm vừa giải trí kim cả những cái tính năng tác bộ điều khiển lên đến kích thước là 12 inch ship dọc. Và đây là một trong những màn hình to lớn nhất của dòng SUV 7 chỗ từ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tất cả những cái tính năng còn lại chúng ta có thể tinh chỉnh rất là dễ dàng. Các bạn nghĩ sao về cái thiết kế nội thất của dòng Ford Everest 2023 Titanium này? Chúng ta thấy ở đây có cả những cái tiện ích như là sạc không dây, này, chữ QI. Điều này trước đây chỉ xuất hiện trên những cái phiên bản của những dòng xe đến từ Hàn Quốc, mà hiện tại chúng ta đang quan sát thấy trên màn ảnh đó chính là cái phiên bản Ford Everest 2023 Titanium 4x4. Đi kèm đó chúng ta có cả phanh tay điện tử Auto Hold và 4 chế độ lái. Đối với cái phiên bản Titanium này thì chúng ta có đến tận 6 chế độ lái khác nhau, không phải như cái bản Sport chỉ có 4 chế độ thông thường. Và để sở hữu dòng xe này thì các bạn có thể gọi ngay cái số hotline bên dưới và chúng ta có những cái thông tin thật sự rất là hấp dẫn. Ở đây các bạn có thể thấy là để sở hữu phiên bản Ford Everest Titanium 4x4 AT này, mức giá lăn bánh tại trường Hà Nội là 1.653.000.000 đồng và mức giá lăn bánh tại thị trường các tỉnh sẽ là 1.606.000.000 đồng nếu chúng ta muốn vay 20% cái số tiền của chiếc xe, và phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ, thì các bạn sẽ bỏ ra cái chi phí tối thiểu là 491.000.000 đồng để lăn bánh tại Hà Nội và chi phí là 444.000.000 đồng để lăn bánh tại thị trường các tỉnh. Đi kèm đó chúng ta được rất nhiều những cái khuyến mãi lên đến tổng trị giá gần 170.000.000 đồng. Còn chần chờ gì nữa khi không gọi ngay cái số hotline bên dưới để nhận được những cái thông tin báo giá chi tiết cũng như là những cái quà tặng đặc biệt hấp dẫn trong tháng 10/2023 này. Và bên cạnh đó thì các bạn gọi hotline, chúng ta có thể có những cái màu xe thật sự quý hiếm mà trên thị trường đang khan hiếm, các bạn có thể có xe giao ngay trong cái thời điểm tháng 10 này. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái phiên bản Ford Everest 2023 ra mắt thị trường Việt Nam sẽ có đến tận 4 phiên bản khác nhau, đó là phiên bản thấp nhất là Ambient một cầu, cái phiên bản Sport cũng là cái loại một cầu, đi kèm đó thì chúng ta cũng có một cái loại Titanium một cầu, và giá bán cũng như giá niêm yết lần lượt là 1.099.000.000 đồng cho phiên bản Everest 2023 Ambient một cầu, phiên bản Sport sẽ là 1.166.000.000 đồng, phiên bản Titanium 4x2 AT sẽ là 1.245.000.000 đồng, và cái phiên bản Titanium 4x4 AT chính là những gì mà các bạn đang quan sát thấy trên màn hình. Như vậy để sở hữu những cái dòng xe này, các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được cái bản báo giá chi tiết, kèm theo đó là chính sách ưu đãi của hãng và những cái quà tặng đặc biệt ngay trong thời điểm tháng 10 này. Một điều vô cùng thú vị và hấp dẫn khi chúng ta gọi ngay hotline là chúng ta sẽ còn được tặng kèm những cái quà tặng, những cái khuyến mãi mà chỉ có cái đại lý Ford thủ đô mới cho các bạn, những cái sản phẩm khuyến mãi vô cùng hấp dẫn này. Nếu như chúng ta muốn cái phương án cho vay và để sở hữu một trong 4 dòng xe của Ford Everest 2023 thì các bạn có thể gọi ngay hotline bên dưới và chuẩn bị một cái số tiền tối thiểu. Ví dụ phiên bản Ambient chúng ta chỉ cần 378.000.000 đồng là có thể sẽ lăn bánh tại thị trường Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Và cái phương án là nếu chúng ta sở hữu dòng Sport hay là dòng Titanium, các bạn cũng chuẩn bị khoảng chừng 400.000.000 đồng là có thể lăn bánh được cái dòng xe Ford Everest 2023 hoàn toàn mới này. Các bạn nghĩ sao về mức giá lăn bánh cũng như mức giá của dòng Ford Everest 2023? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.